Hey yo, xin chào tất cả anh em. Mình là MeoGamer và đây là Gurobot phiên bản dò dỉ tin tức nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho bạn một số những cái nội dung dò dỉ khá là hay. Và sẽ có hai phần nha, rất là nhiều nội dung. Cho nên là mình đã quyết định chia cái tất cả những cái nội dung mà mình thu thập được từ trên mạng nha, thì thành hai phần. Và đây sẽ là phần đầu tiên. Và không để mất nhiều thời gian của các bạn nữa thì hãy bắt đầu cùng mình đi vào ngay video nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một số những cái màu sơn mới. Thật ra là chỉ có một cái thôi, đó chính là Liberty của Capri. Thì hiện tại Capri đang có hai cái màu sơn, đúng không nhỉ? Hay là một màu sơn và một ấn bản đặc biệt. Thì đây sẽ là cái màu sơn thứ hai dành cho Capri ha. Thì màu sơn mới thì cũng không có quá nhiều điều gì để bất ngờ. Thứ hai, mình muốn giới thiệu cho các bạn hai phi công hiện tại mới. Đó, ở đây này các bạn ơi. Ở đây nè, mình khoan to ra một chút. Đây sẽ là hai phi công huyền thoại mới của chúng ta ha. Đó, thì đầu tiên sẽ là Tracy Hope và thứ hai là Jill Summers. Thì thực ra là hai phi công này, cái lần đầu tiên hai phi công này ra mắt ấy, thì cái cơ chế và khả năng nó hơi khác một chút. Nhưng mà sau rất nhiều những cái bản chỉnh sửa thì đây dự kiến thôi nha, sẽ là cái kết quả cuối cùng của hai phi công này. Thật ra thì hai phi công này đã được chỉnh sửa khả năng rất là nhiều lần rồi và hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng họ chỉnh sửa. Thì đối với Tracy Hope thì đây sẽ là một phi công không dành cho robot, cũng không dành cho vũ khí, mà đây sẽ là phi công rất đặc biệt. Lần đầu tiên nó sẽ hỗ trợ cho cái module chủ động của các bạn. Thì cụ thể đó chính là nhờ sự trợ giúp của Tracy thì thời gian hồi lại của module Repair Unit và Advanced Repair Unit sẽ giảm đi 5 giây. Đó, các bạn thấy sao? Đối với mình thì nó sẽ giúp ích cho rất nhiều, đặc biệt là những cái bạn mà chơi lắp những cái loại chip mà nó liên quan đến Repair hoặc là Advanced Repair Unit. Ví dụ như là trong khi sử dụng cái module này thì các bạn sẽ được tăng sát thương đồ da tối đa lên đến 35%, hoặc là trong khi sử dụng module này các bạn sẽ nhận được điểm thủ cộng thêm tối đa là 80 điểm thủ. Và cộng với cái việc là các bạn có thể giảm hồi chiêu của module chủ động bằng việc là các bạn sử dụng kỹ năng phi công, thì ở đây các bạn sẽ có thêm một sự trợ giúp của Tracy nữa đến từ phi công huyền thoại mới, giảm thêm 5 giây nha. Nói chung là sẽ rất là mạnh. Còn đối với Jill Summer thì sau khi hạ cánh thì Seraph sẽ sửa chữa độ bền của nó. Lúc đầu nha thì Jill Summer khả năng của phi công này đó chính là trong khi mà đang bay lên thì trong quá trình bay thì Seraph sẽ được sửa chữa độ bền của chính nó luôn. Nhưng mà bây giờ thì họ sửa lại thành sau khi hạ cánh thì Seraph sửa chữa độ bền của chính nó. Thì Seraph là một hoàn toàn mới, thế hệ thứ 3 chống Titan. Bạn nào mà chưa xem thì mình có một video review rồi nha, mình sẽ để ở góc phải trên comment cho bạn luôn, hoặc là để ở phần bình luận được ghim. Đó, và đối với phi công này thì mình thấy không quá mạnh, tại vì là nó chỉ sửa chữa độ bền mà thôi. Mình nghĩ là cái phi công tiếp theo của Seraph mới thực sự là bá đạo cơ. Nó giống như kiểu là Bilov hoặc là Yang Li. Đó, hoặc là Kai Rogers, đúng không? Còn cái này thì chưa phải là chưa quá mạnh. Cái này thì thật ra thì cũng không cần thiết lắm. Sửa chữa độ bền của nó thì không cần thiết, tại vì bây giờ ai cũng sử dụng Advanced Repair Unit hoặc là Repair Unit rồi. Đối với cái thứ ba đó chính là ấn bản đặc biệt mới nha. Chúng ta sẽ có 4 vật phẩm mới, đó chính là Castro, Mace, Hammer và Skyros. Thì đây sẽ là một bộ hoàn chỉnh luôn. Các bạn sẽ nhận được từ cái phiên bản 8.0. Và cái ấn bản đặc biệt lần này sẽ là theo cái chủ đề, theo cái theme là Freedom. Thì mình cũng không phải là một fan quá lớn của Freedom, nhưng mà họ đã quyết định ra Freedom thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận mà thôi. Đó. Còn cuối cùng, mình tin là cái Freedom Castle, Mace, Hammer và Skyros này sẽ được ra cho cái phiên bản 8.2 sắp tới. Mong là như vậy ha.
Cuối cùng là cái tính năng nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn, thật ra không phải là mới nhưng mà nó là được làm lại thôi, đó chính là cái hệ thống bùa lợi. Bạn sẽ nhận được booster, có nghĩa là bùa lợi đấy, mới để thay thế những cái cũ và nhìn vào booster mà bạn có. Thật ra thì cái hệ thống bùa lợi bây giờ các bạn đã biết rồi đấy, nó sẽ nó thế nào nhỉ, nó đã được ra mắt cách đây rất là lâu rồi, khoảng tầm vài năm rồi, và Pisonic thực sự là có một cái kế hoạch để làm lại cái hệ thống bùa lợi này, và họ có đề cập rằng là một số những cái bất lợi khi mà một người sử dụng bùa lợi, đó chính là một người sử dụng cho, nói chung là một người sử dụng một cái bùa lợi nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng, nó sẽ kích hoạt những cái quyền lợi dành cho cả đội hình luôn. Nếu như các bạn là một người chơi clan và các bạn chơi squad rất nhiều thì đây sẽ là một cái booster cũ ấy, thì nó sẽ rất tốt, nó sẽ rất có lợi cho các bạn. Nhưng mà cái booster mới này thì mình nghĩ là chưa chắc là nó đã có lợi đâu, mình nghĩ vậy thôi, chứ còn toàn ra thì chúng ta sẽ phải đợi để khi mà nó ra mắt chúng ta mới biết được. Thì họ sẽ chia hệ thống bùa lợi này ra thành ba loại. Đầu tiên là loại chiến đấu tăng cường để tăng hiệu quả chiến đấu của robot của bạn trong trận chiến, tăng tất cả sát thương bắn ra, tốc độ di chuyển và giảm thời gian hồi chưa của khả năng đặc biệt, bổ sung cho việc xây dựng các robot thích bắt đèn hiệu, có nghĩa là cột mốc ấy, hoặc là gây ra sát thương tối đa, bộ tăng lực không hoạt động trong chiến đấu riêng và giao tranh. Chiến đấu riêng ở đây có thể là custom, có nghĩa là đấu solo, hoặc là squad, mình nghĩ thế thôi nha, chứ mình cũng chưa biết cụ thể là cái gì. Còn giao tranh ở đây là nói về skirmish, là cái chế độ đụng độ đó các bạn. Đó, nói chung thì cũng không có quá nhiều những cái sự thay đổi ở đây, nó vẫn là về sát thương bắn ra, nó vẫn là về tốc độ di chuyển, và nó vẫn là về giảm thời gian hồi chưa của khả năng đặc biệt, nó khá giống những cái cũ mà chúng ta đang sử dụng. Phần thứ hai là booster bảo vệ tăng cường để tăng khả năng sống sót, tăng độ bền của tất cả các robot của bạn cũng như là các lá chắn vật lý lý tưởng cho robot hỗ trợ và robot có biên độ an toàn lớn và bộ tăng lực không hoạt động trong chiến đấu riêng và giao tranh. Thì ở cái mục là boost, cái loại booster bảo vệ này thì nó sẽ tăng độ bền của tất cả các robot cũng như là lá chắn vật lý, thì ở đây họ chỉ đề cập mỗi là cái khiên vật lý mà thôi, còn khiên năng lượng bao gồm khiên năng lượng loại màu xanh Aegis thì họ không có đề cập, thì mình cũng không biết là như thế nào, hoặc có thể là họ sẽ phát triển những cái loại lá chắn đó trong tương lai sau ha. Và một lần nữa, booster này không khả dụng trong chế độ skirmish là đụng độ và chiến đấu riêng, có thể ở đây sẽ là custom hoặc là squad. Ok, cái thứ ba nữa là booster cung cấp với bộ tăng cường giúp tăng tài nguyên thu được từ chiến đấu, thì với một bộ tăng cường hoạt động, số lượng AU ở đây là vàng nha, sẽ được tăng lên, và số lượng chìa khóa chợ đen, có nghĩa là cái chìa khóa có thể là lúc màu đỏ, lúc màu xanh dương, lúc màu xanh lá, để các bạn mở trong cái dương chợ đen là cái black market ấy, và điểm danh dự các bạn nhận được trong mỗi trận chiến cũng sẽ được tăng lên. Bộ tăng lực không hoạt động trong chiến đấu riêng và giao tranh, thì ở đây mình sẽ quan tâm đến cái mục là tăng số lượng vàng nhận được, tăng số lượng chìa khóa chợ đen và tăng điểm danh dự. Tăng số lượng chìa khóa chợ đen ở đây thì đã có sẵn rồi, tăng điểm danh dự thì cũng có sẵn, nhưng mà bây giờ thì ít có hơn, nói chung rất hiếm. Còn cái tăng số lượng AU kìa, nó mới là cái là hấp dẫn chúng ta ở đây đúng không? Tại vì AU nó rất là cần thiết để các bạn có thể mua vật phẩm, nâng cấp vật phẩm và nâng cấp kỹ năng phi công đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng rồi, không hoạt động trong chiến đấu riêng và giao tranh. Có thể là họ đã nhằm đến cái vườn này từ lâu và bây giờ họ mới thực hiện. Và nói chung là cũng không có quá nhiều sự bất ngờ trong cái hệ thống lặp lại bùa lợi này. Cái vấn đề ở đây ấy là họ sẽ tăng bao nhiêu, có nghĩa là cái chỉ số ấy, số lượng chúng ta nhận được khi mà chúng ta dùng bùa lợi sau khi mà họ làm lại cái hệ thống này, nó có được cải thiện hơn so với những cái bùa lợi mà chúng ta đang dùng ở cái phiên bản hiện tại hay là không, và nó có đa dạng thể loại hay không, hay là họ chỉ sử dụng những cái loại mà chúng ta được thấy trong cái video này, hay là họ sẽ tiếp tục phát triển thêm trong tương lai, và những cái rủi ro, những cái mặt tối chúng ta nhận lại được là gì. Ví dụ ở đây họ đề cập rất rõ ràng rồi, trong bất kỳ một loại booster nào các bạn sử dụng sẽ không khả dụng trong chiến đấu riêng và giao tranh. Và các bạn nghĩ sao, thấy rằng là cái bộ booster này nó là như thế nào? Thực ra thì mình cũng chưa có quá nhiều cái sự cảm nghĩ ở đây, tại vì nó rất
là mông lung, nó vẫn chưa có quá gì, có chưa quá nhiều những cái rõ ràng để có thể thảo luận thêm. Và hy vọng là họ sẽ làm cái điều gì đó rất là đúng đắn và suy nghĩ rất là tốt dành cho phía của người chơi ha. Các bạn nghĩ sao? Đừng quên bỏ lại một like nếu cảm thấy video hay. Đừng quên chia sẻ video tới bạn bè nếu như họ chưa biết. Chia sẻ cảm nhận của bạn ở phía dưới phần bình luận của video. Đừng quên bật đăng ký kênh và ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào rõ rỉ khi mình đăng tải lên. Mình là Mel Gamer và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong video lần sau.